quay lại anh nói này. Đây là máy quét rác Caterpillar KF106. Mình dùng để quét lá cây, quét bụi, quét nhà xưởng, quét sân vườn. Các bạn thấy mình đang quét không? Tiện lắm, thay vì mình dùng cái chổi mình quét thì dùng cái máy mình đẩy đi quét bụi. Rác này lá cây nó sạch vào trong này luôn. Đây là dòng máy sử dụng động cơ nha. Đó là bài bảo quay. Đây bây giờ mình sẽ tiếp nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ mở cái thùng chứa của nó ra mọi người xem nhé. Đây, sau khi chạy vài vòng thì rác nó sẽ chứa vào đây này. Rồi, mình sẽ tắt đi này. Đây, mở ra. Đây, đây là cái bình chứa của nó nha. Mở ra và đổ rác này. Đây này các bạn ơi, rác bụi nó nằm trong này nhá. Rồi, sau khi ấy xong thì mình lại đổ nó đi và thường xuyên mình cần phải vệ sinh cái filter. Đây là filter của nó này. Đó, vệ sinh. Cách một là mình thấy cái rác thì mình vệ sinh nó đi. Còn nếu mà có bụi thì mình rũ và thổi. Đây, bụi nó gắn như này thì lâu ngày thì nó giảm được hút. Đây, cảm ơn quý khách đã theo dõi nhé.